Ai trời ơi là trời, mệt mỏi quá. Chắc là bây giờ phải đến ngay cái quán cà phê của anh Dịch để mua một tí cà phê uống cho nó tỉnh táo thôi. Dạo gần đây mình cứ bị mệt mỏi á bạn, mình cứ bị buồn ngủ á, cho nên là mình không có thể nào mà mình quay video được cho mấy bạn fan xem. Cho nên là mình mệt mỏi gì đâu luôn á, chắc là mình phải mua một ít cà phê để mình uống mới được. Ok, không biết anh Dịch có còn bán không ta. Anh Dịch ơi, anh Dịch ơi. Ủa, anh Dịch đi đâu ta, để đâu để mình vô mình coi coi. Ủa, sao anh Dịch lại không có trong tiệm ta? Ủa, anh Dịch đi đâu mất tiêu rồi trời? Hồi mấy bạn ơi, anh Dịch gọi là buôn bán mà anh Dịch đi đâu mất tiêu luôn, bỏ quán trống không, không có ai canh chừng hết, lỡ có ăn trộm vô lấy hết đồ sao trời? Đúng rồi ha, kỳ cục gì đâu á. Hay, chắc là mình vô để mình gom hết đồ mình đi luôn á. Ok, rồi vô gom đồ. Thôi giỡn thôi, nếu mà mình gom đồ của anh Dịch đi thì mình có khác gì là ăn trộm đâu đúng không? Đó, hồi nãy mình giỡn thôi mà. Ok, thôi, coi như là anh Dịch không có bán thôi, vậy mình qua bên quán của người khác mình mua nha. Hey, để xem coi hôm nay quán của Simmy có bán gì đây ta. Hello Simmy. Trời, hello Phong. Hello Sim, hello Sam. Ui, sao đang ăn cái gì vậy? Bánh kem hả? Cho ăn miếng coi, cho tôi miếng này. Ông tự mua đây, vô duyên quá à. Trời ơi, rồi ăn hết trơn luôn. Trời ơi, bạn gái gì đâu mà ích kỷ vậy trời. Bạn trai xin có miếng bánh kem cũng không cho nữa. Thôi không thèm, để tôi vô tôi mua. Wow, mấy bạn ơi, coi nè, tiệm của Sim hôm nay có bán quá trời bánh kem ngon luôn bạn ơi. Coi nè, wow. Sim ơi. Bán cho tôi một cái bánh kem đi. Bánh kem à? Hết rồi, không có cái bánh gì hết trơn, quán nghỉ rồi, trời không bán nữa. Ủa kìa, tôi thấy ở đây có quá trời bánh kem luôn nè, hết hồi nào. Không, nói chung là đồ giả hết, không có gì đâu, trời ông về đi, nói chung hết bánh rồi, nói chung là thôi. Ủa hết rồi hả? Không sao, nếu như mà hết rồi thì bán cho tôi một ly cà phê cũng được. Không, quán tôi không bán gì hết trơn, giờ trà sữa cà phê gì cũng có hết trơn. Ủa gì kỳ vậy? Tính ra là hôm nay quán của Simmy đóng cửa hay gì mà sao tôi qua không bán gì hết trơn đâu. Tôi vô tôi coi coi. Sim dành nè, còn cà phê nè, thấy không? Nguyên một bình cà phê to đùng luôn mà kêu hết đâu. Thôi tôi đi ra, trời ơi, quán tôi mà ông nhảy vô. Tính ra là người ta mở quán cà phê để người ta bán cà phê cho người mua, mà bây giờ Simmy không chịu bán cho mình đó bạn ơi, kỳ cục vậy. Ủa, nhưng mà thôi không bán thì thôi kệ. Ok, để tôi vô tôi uống ké. Sam ơi, cho tôi uống ké miếng nha. Hả? Sao lại không? Cho tôi miếng thôi. Tránh ra đây, đồ chị em tôi không cho uống phải không? Ủa gì kỳ vậy? Thôi cho tôi miếng bánh kem cũng được. Từ tôi ăn miếng nha. Tôi ăn miếng. Cái gì vậy? Sao mà ăn hết luôn vậy? Chừa tôi miếng đi chứ. Trời ơi, người đâu mà ích kỷ quá. Hai chị em nhà này ích kỷ quá bạn ơi. Mình xin có tí đồ ăn, có tí bánh kem. Ôi, mình mua cũng không chịu bán, mà mình xin có miếng cũng không chịu cho. Trời ơi, trời, ích kỷ gì đâu luôn á. Thôi, vậy thôi, không bán thôi, tôi không cần nữa. Bây giờ tôi đi đến quán cà phê chó mèo. Tôi vừa uống cà phê, tôi vừa uống trà sữa, mà tôi còn vừa được gọi là ngắm chó, ngắm mèo, cu te dễ thương nữa. Thôi, không thèm uống cái quán này. Tôi đi đây. Đừng dừng lại, xì tốp, đừng lại đó, chặn đường. Mọi gì? Chặn đường đó. Hả vậy? Nói cái gì? Nãy vừa nói cái gì nó lại coi. Tôi có nói gì đâu, tôi có xúc phạm gì hai người đâu mà hai người chặn đường tôi. Tha tôi lần này đi mà. Cái câu lúc trước ông vừa nói xong, ông chuẩn bị đi á. Đấy, cái câu ông vừa nói xong chuẩn bị đi á. Tôi nói là tôi sẽ đi đến quán cà phê chó mèo tôi uống cà phê chứ có gì đâu. Quán cà phê chó mèo. Ủa, cái quán đấy là nó như thế nào vậy? Đó là một quán cà phê mà ở trong đó có rất là nhiều chó với là mèo rất là dễ thương luôn á. Có vậy thôi à. Cái gì vậy? Sao tự nhiên lại móc súng ra vậy? Tôi có làm gì đâu. Không, được rồi, bây giờ nhiệm vụ công phải dẫn tôi tới đó để tham quan và uống cà phê nhá. Đúng rồi. Trời ơi, có vậy thôi hả? Nhưng mà tôi nói cho biết nha, tiền là hai người tự trả nha, tại một vé trong đó là đắt lắm. Biết rồi, okay. Nói chung là ông phải dẫn tụi tôi đi, chứ không được bỏ mặt tụi tôi đi. Không thì tôi bắn ông á. Rồi, biết rồi. Trời ơi, con gái ăn lưới đâu mà suốt ngày gọi là cầm súng ra dọ người khác không à. Rồi, đi, tôi dẫn đi nè. Ok bạn ơi, bây giờ mình sẽ cùng với Sammy và Simmy, bọn mình sẽ đến quán cà phê chó mèo để mình uống cà phê nha. Trời ơi, ở đó bán cà phê rất là ngon và còn có những con thú cưng nhìn rất là dễ thương luôn các bạn ơi. Ok, đi thôi. One hour later. Hai, trời ơi, nhanh lên hai bạn ơi, hai bạn đi chậm quá vậy, cỡ con gái con lứa gì đâu mà chậm chạp lời mời quá. Trời ơi, người ta leo núi vượt sông vượt bể, trời ơi, cái đường gì kỳ cọc vậy ông nội?
Trời ơi, con gái con lứa gì đâu mà suốt ngày chậm chạp lời mời kiểu này là mai này là ế chồng á nha. Tôi nói cho biết trước nha. Qua đây, sắp tới rồi. Nè, thấy không? Xin giới thiệu với hai người, đây chính là quán cà phê chó mèo nè. Trong đây có nhiều mấy con vật dễ thương lắm luôn á. Qua đây, wow. coi nè. Nhìn nè, ở chỗ này có nguyên một con gấu nó leo ở trên cái cục đá nè, nhìn thấy không? Dễ thương không? Ok, đi vô, ok. Rồi để xem coi. Wow. Nè, coi nè, ở chỗ này nó có nguyên một cái tấm bảng nè. Một ly cà phê trong đây có giá là 730 yên. Mà đổi ra tiền trong mini world á thì có nghĩa là 64 kim cương đó. Mỗi người 64 kim cương. Ủa, nhiều vậy? Đúng rồi. Tại vì trong đây là có rất là nhiều những con chó mèo rất là dễ thương luôn, cho nên chúng ta cần phải đóng thật là nhiều tiền, 64 kim cương đó. Mỗi bạn đưa tôi 64 kim cương. Bây giờ là ông nhờ tôi đi ôm bao luôn đây. Bây giờ không đem tiền. Trời ơi, đi bội quá không đem tiền, bắt lội ông lội bẻ bây giờ rất hay tiền rồi. Gì kỳ à, tính ra hồi nãy tôi nói rõ tôi kêu là hai người tự trả tiền mà tự nhiên giờ hai người kêu với tôi là hai người không có tiền là sao? Hả? Rớt tiền hết không nổi. Không có tiền thì ở ngoài đây đi, tôi vô uống một mình. Vậy rồi được rồi, để tôi trả giùm cho. Trời ơi, còn có xíu kim cương mà cũng lấy của ta nữa. Rồi ok, để tôi trả giùm cho. Vui quá ha. Rồi vô đây nè. Trời ơi. Đây xin giới thiệu với hai người, đây chính là chị chủ quán nè. Dạ wow. em chào chị ạ. Dạ hôm nay là em dẫn bạn của bọn em đến đây để cùng nhau gọi là uống cà phê trong tiệm của chị á. Nè kim cương nè, em trả cho chị nè. Đó, giữ đi. Rồi ok, cảm ơn chị nha. Rồi vô uống cà phê đi thôi. Qua đây. Wow, nhiều chó ơi, thương vậy. Xin giới thiệu với Sim và Sam, đây chính là quán cà phê chó mèo đó, thấy không? Nè coi nè, trong đây có những con chó như là chó gọi là Alaska nè, đó đây người ta gọi con, hay người ta còn gọi con này là con ngáo nè, đó thấy không, con chó ngáo nè, thấy không, cực kỳ dễ thương luôn. Nhìn này thấy không, nó biết lè lưỡi ra nè, nó còn biết chớp mắt nữa nè, thấy không? Đó. Trời ơi, không cần uống Sim ơi, trời ơi, thấy chưa? Bà kia ý bà nói tôi giống chó hả? Đẻ không, sao bà khờ giống ông chứ đàn ông giống chó đâu đúng không? Tào lao. Ok rồi, bên đây còn có thêm những con chó búp nữa nè. Đây, những con chó búp nè. Nhìn dễ thương không? Ê Sam ơi, tính ra bà che tôi lại luôn á, bà để tôi ngắm xíu coi. Đây, ngắm đây. Nè, thấy không? Con chó búp nè bạn ơi, cực kỳ dễ thương luôn nha. Trời ơi, cưng quá, ước gì mình có tiền mình mua con về nuôi. Ok. Phong cho tôi hỏi nè. Kỳ kỳ ha, sao cái quả này nó kỳ kỳ sao á? Kỳ kỳ gì? Trời ơi, bảo quán cà phê chỗ mèo mà vào toàn chó không là sao vậy? Tôi nghĩ rằng là chắc là cái quán cà phê này á, người ta đem mấy con mèo người ta đi khám bệnh hết rồi, tôi nghĩ là vậy á. Ok, qua đây coi. Bên đây có con chó màu cam nữa nè. Nhìn dễ thương vậy. Ăn chó lông xù nè. Hai người qua đây coi nè. Ở trong đây có một con chó người ta hay gọi là chó xúc xích nè. Nó dài hơn luôn. Đúng không? Nè, mấy bạn ơi. Trời mấy bạn ơi, có bạn nào coi trên kênh của mình mà mấy bạn biết con chó này không? Con chó này tên tiếng Anh của nó là gì thì các bạn nhớ bình luận lại cho mình biết nha. Thì cái giống chó này là một giống chó gọi là nhìn y hệt như cây xúc xích luôn bạn ơi. Nhìn rất là dễ thương luôn nha. Phong ơi, tôi đây nè. Con chó y chang Bạch Tuyết của ông nè, nè. Con chó lông xù này nè. Con chó lông xù hả? Đâu. Chang luôn, để ra. Đây. Ê, con ơi. Kẹt rồi, chết rồi. Nó chui xuống cái gầm bàn rồi, nó không thèm ra luôn. Thôi để ra. Ôi trời, sao bên đây có con chó gì mà nhìn to đùng vậy? Trời ơi. Chó gì đâu mà to đùng vậy? Chó bạc ghê. À chó bạc ghê hả? Chị chủ con chó to gì đâu rồi, nó to. Nó cao bằng ông luôn á. Nè, nó cao bằng tôi không? Coi nè. Nó cao bằng tôi luôn nè, coi nè. Trời ơi. Bên đây tôi thấy ở đây nó có nuôi cá nè Sam. Sim Sam qua đây coi nè. Trong đây có mấy con cá nhìn đẹp lắm nè. Phong ơi, Bạch Tuyết nè. Đâu? Bạch Tuyết đâu? Đây. Wow. Một con chó lông xù. Trời ơi. Sao mà nhìn nó gọi là to vậy? Sao cái đầu nó to vậy? Trời ơi. Không, okay. Cái đầu hình trái tim, nó khác hình trái tim kìa. Không biết. Ê Phong, nhìn đây nè, đứng đây. Nhìn nè Phong. Mấy con chó con ở dưới gầm bàn kìa. Ui, tôi đập cái bàn ra luôn. Đúng rồi, phải. Ui, có mấy con chó con nữa bạn ơi. Nhìn dễ thương vậy. Trời, anh xin lỗi. Anh lỡ quýnh em, xin lỗi. Ôi, con chó đúng dễ thương luôn á. Ok, thôi bây giờ hai người ngồi đây nha. Tôi vô tôi mua một ít thức ăn cho tôi với mọi người, cho mấy con chó này ăn ha. Được không? Ok. Ok, tôi vô tôi mua ít thức ăn coi. Chị chủ quán ơi, chị bán cho em một ít thức ăn dành cho chó. Em đem ra đây cho mấy con chó này ăn à.
Dạ 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 rồi, cảm ơn chị nha. Trời ơi, nhanh quá, nhanh gọn lẹ luôn. Qua đây nè, qua đây coi nè. Đó nè, đây là những cái dĩa đồ ăn dành cho mấy con chó nè, thấy không? Đó, quá trời luôn. Tha hồ cho bọn nó ăn. Ở ngoài đây có còn thêm giống chó hay sao? Ngoài đâu đâu, tôi ra tôi coi coi. Ở ngoài đây là một cái sân dành cho mấy con chó nè. Ê, xíu xăm, qua đây, qua đây. Con chó bé tí tẹo luôn nè. Chiêu quá quá, chắc luôn. Trời ơi các bạn ơi, ở chỗ này có một con chó bé tí tẹo teo luôn bạn ơi, nhỏ xíu xíu luôn á. Nhìn cưng quá vậy. Ê chạy chạy đâu vậy, chạy đây, tao cho mày đồ ăn nè. Nè ăn đi. Nè tao cho mày đồ ăn nè chó ơi. Đó, quá trời đồ ăn. Ăn đi mấy con. Mà to người nổi luôn Phong ơi. Trời ơi, trời. Trời ơi mấy con chó to đùng luôn các bạn ơi. Ok ok. Đó mấy bạn ơi, mấy bạn thấy cái quán cà phê này có mấy con chó nhìn đẹp không? Bạn nào thấy con chó nào đẹp nhất thì nhớ bình luận lại cho mình biết nha. Trong đây từ nãy giờ là mình thấy là trong đây nè, mình phát hiện ra có một cái giống chó là Chihuahua bạn ơi. Bé tí tẹo teo luôn, cực kỳ dễ thương luôn nha. Mình thấy con này là dễ thương nhất nè. Phong. Tí tẹo teo. Phong ơi. Hả? Chết rồi, chuyện lớn. Gì? Nè trên đây con bị mắc kẹt như này nè, chết rồi, giờ sao đây? Đâu? Ơi. Cái con ấy đâu phải bị kẹt trên nó đâu, con nó đang ngủ ở trên nó mà. Trời. Ngủ cây vậy, ngủ bay lung lăng trên trời vậy trời. Trời, cái con này là một con chó, nó không biết sợ độ cao phải không? Nó leo lên trên cái lầu nó ngủ trên đó luôn, thôi kệ cho nó ngủ đi. Trời ơi trời. À mà khoan, bây giờ bọn mình vô trong quán đi, coi chừng con này nó ngủ xong tí nữa nó ị cái nó rơi cục phân ở dưới trong đầu mình luôn. Rơi đầu chết rồi, đọc cái đầu lại, ghê quá. Ok thôi bây giờ mình bắt đầu uống cà phê thôi. Giờ tôi kêu hai người uống sinh tố với lại trà sữa nha. Ok bạn ơi, thì mấy bạn thấy gọi là cái quán cà phê thú cưng này, mấy bạn thấy gọi là mấy con chó này có dễ thương không nào? Nếu như các bạn thấy thích những con thú này thì các bạn đừng quên là hãy để lại cho mình một like nè, một share nè, và nhớ mình nút subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của các thành viên của Hero Team để đăng ký hộ cho mọi người nữa nha anh em. Đó, thì các bạn có thấy thích video này không nào? Nếu thấy thích thì nhớ nhấn like nha. Và anh em cũng đừng quên là hãy gọi là bấm vào quảng cáo khi mà mấy bạn thấy quảng cáo á, thì các bạn hãy bấm vào quảng cáo để có thể giúp cho mình có thêm kinh phí để mình còn nuôi cái bé ca mà ở nhà anh em. Ok rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Còn bây giờ mình phải đi uống cà phê đây. Ok. Mấy con chó này nhìn dễ thương quá bạn ơi. Thôi, uống.